Chào các bạn, mình là Phạm Hưng. Hôm nay mình bắt đầu một series mới về những kiến thức cơ bản của Photoshop. Để các bạn theo dõi kênh của mình thì có một cái nền tảng vững chắc về Photoshop hơn. Bởi vì mình biết là khi mà bạn có nền tảng vững vàng thì cái việc tiếp thu những cái kỹ thuật khó hay là cao hơn nữa là sáng tạo những cái kỹ thuật của riêng mình nó mới trở nên khả thi. Và cái kiến thức cơ bản đầu tiên mình muốn giới thiệu cho các bạn khi mà sử dụng Photoshop đó chính là những cái kiến thức về layer và layer mask. Đó là những cái khái niệm mà quan trọng nhất của Photoshop. Layer có nghĩa là gì ha? Thì layer mình dịch ra có nghĩa là những cái lớp. Các bạn có tưởng tượng như trên bàn có hai tờ giấy xếp chồng lên nhau. Thì nếu như mà bạn xếp tờ giấy nào ở trên thì mình sẽ nhìn thấy nội dung của tờ giấy đó. Còn cái tờ giấy nào nằm ở phía dưới sẽ bị che khuất bởi cái tờ giấy ở trên. Các bạn thấy trên màn hình của mình thì mình có 3 layer theo thứ tự từ trên xuống dưới như sau. Đó là cái layer hình tròn màu xanh lá, layer hình tròn màu đỏ và cuối cùng là cái nền màu trắng. Vì cái layer hình tròn màu xanh lá này là layer nằm trên cùng cho nên các bạn thấy là nó đang che khuất cái hình tròn màu đỏ này. Và cái layer hình tròn màu đỏ này nó nằm ở dưới và nó vẫn nằm trên cái layer nền màu trắng cho nên là mình nhìn thấy là sẽ che một phần của cái hình nền màu trắng này. Bây giờ nếu như mình đổi cái layer hình tròn màu đỏ lên trên thì lập tức là cái layer màu đỏ, cái hình tròn màu đỏ này nó che khuất cái hình tròn màu xanh. Bây giờ nếu như mà mình đổi cái layer, cái nền trắng lên trên cùng thì mình sẽ thấy là lúc này cái layer trắng này sẽ che khuất cả hai cái hình tròn đỏ và xanh và mình không còn nhìn thấy gì nữa. Bây giờ nếu như mà mình muốn vẽ một cái hình tròn màu vàng để đặt vào giữa của hai cái hình tròn đỏ và hình tròn xanh này thì mình sẽ làm như sau. Mình sẽ tạo một cái layer mới bằng cái nút dấu cộng này. Mình vẽ cái hình tròn, mình tô màu đó màu vàng. Bây giờ khi mình tạo thì nó đang nằm ở layer trên cùng cho nên mình sẽ bỏ nó ở xuống ở giữa thì lúc này mình sẽ thấy là nó nằm xen giữa của hai cái hình tròn. Ngoài ra thì có một cái tùy chỉnh rất là quan trọng của mỗi layer, đó chính là cái thanh opacity. Thì cái thanh opacity này nó chính là cái độ trong suốt của mỗi layer. Nó sẽ điều chỉnh cái mức độ hiển thị và xuyên thấu của layer đó. Ví dụ mình giảm cái opacity của cái layer màu đỏ này xuống, mặc định là nó đang ở 100% thì có nghĩa là nó sẽ hiển thị 100%, nhưng mà nếu như mình giảm nó xuống 80%, các bạn sẽ thấy là cái hình tròn màu vàng phía sau nó lờ mờ hiện ra. Và lúc này là nếu như mà mình tắt cái hình tròn màu vàng này đi thì mình sẽ thấy là nó hiện ra cái hình tròn màu xanh phía dưới. Cái hình tròn màu vàng mình đang để ở opacity là 100% cho nên nó hoàn toàn che khuất cái hình tròn màu xanh. Tương tự mình có thể giảm cái opacity của hình tròn màu vàng xuống chẳng hạn. Thì lúc này mình sẽ thấy ra lờ mờ, mình thấy cái nét của cái hình tròn màu xanh phía sau. Tiếp theo là một cái khái niệm rất là quan trọng của Photoshop bên cạnh layer thì nó chính là layer mask. Layer mask là một trong những cái tính năng hay ho nhất của Photoshop. Nhờ nó mà Photoshop trở thành một cái công cụ chỉnh sửa ảnh hàng đầu. Layer mask thì mình dịch nôm na ra là một cái lớp mặt nạ của cái layer đó. Thì các bạn tưởng tượng như là mình đang đeo một cái mặt nạ đi, cái mặt nạ màu đen mà mấy chị em hay đeo đó. Đây, ví dụ cái hình này ha. Thì mình sẽ thấy cái mặt nạ, cái phần màu đen này nó sẽ là cái phần mà nó che khuất. Còn cái phần màu trắng là cái phần mình sẽ nhìn thấy cái khuôn mặt của mình. Thì tương tự như vậy, layer mask nó cũng chính là một cái mặt nạ cho cái layer đó. Và cái phần mà mình tô màu đen thì nó sẽ che khuất, và cái phần tô màu trắng thì nó sẽ hiện ra. Ở đây mình mở một cái hình khác để ví dụ cho các bạn. Ở đây trong cái hình này mình đang có hai cái layer. Cái layer ở dưới là cái hình về thành phố Quy Nhơn mình đã chụp. Layer ở trên là cái hình một cái đám mây. Bây giờ nếu như mà mình muốn đặt cái đám mây này vào cái vùng trời phía trên này cho nó không có mây gì ở đây hết
thì mình sẽ cho cái laser đám mây này hiển thị. Nhưng mà nếu như cái laser đám mây này nó hiển thị như vậy thì nó sẽ che cả cái thành phố bên dưới. Còn nếu như mà mình giảm opacity lại thì cái phần hiển thị của đám mây nó cũng hiển thị luôn cả vào cái phần thành phố bên dưới. Cho nên đó là mình phải tìm cách nào đó cho nó không có hiển thị cái phần phía dưới này. Để làm được cái điều đó, mình có một số cách. Một cái cách mà mấy bạn không có laser mask thì mình xóa đi cái phần bên dưới này chẳng hạn. Xóa đi thì các bạn chọn erase nha, cái cục gom nè. Thì đúng là khi là xóa đi thì nó sẽ mất cái phần bên dưới của đám mây. Nhưng mà nếu các bạn dùng cái cách này, các bạn lỡ tay chẳng hạn như xóa nhầm ở bên trên, thì có khả năng các bạn sẽ không thể nào phục hồi lại cái thao tác của mình. Để khắc phục được điều này, mình sẽ tạo một cái layer mask cho cái đám mây này. Để tạo cái layer mask thì mình sẽ làm như sau. Đầu tiên mình sẽ chọn cái layer mà mình muốn tạo cái lớp mặt nạ, và mình click chọn vào cái biểu tượng tạo layer mask là cái biểu tượng hình chữ nhật và có cái hình tròn bên trong. Thì khi mà tạo một cái layer mask thì mặc định đó là nó sẽ cái mặt nạ này nó sẽ màu trắng hoàn toàn, tức là nó sẽ hiển thị hoàn toàn. Còn nếu như mà mình muốn tạo một cái mặt nạ mà ban đầu nó màu đen hoàn toàn, tức là không hiển thị phần gì hết, thì mình sẽ làm như sau. Mình xóa cái layer mask này đi, mình giữ nút Alt và click vào biểu tượng tạo layer mask thì nó sẽ tạo ra cái mặt nạ màu đen. Thì với cái mặt nạ màu đen hoàn toàn này thì mình sẽ thấy là nó không hiển thị cái phần nào hết. Và cái phần nào mình muốn hiển thị, các bạn nhớ là cái mặt nạ lúc nãy, cái mặt nạ màu phần màu đen là sẽ là che đi, phần màu trắng sẽ là hiển thị. Cho nên mình thấy là muốn mà hiển thị phần nào thì mình sẽ dùng cái bút này, dùng cái brush chọn cái bút màu trắng và mình sẽ tô vào cái phần mặt nạ này. Nhớ là click vào cái phần mặt nạ. Thì khi đó mình sẽ tô lên đây. Mình nâng cái bút lên chút xíu. Mình tô cái bút màu trắng vào thì mình sẽ thấy là cái phần phía trên này cái đám mây nó hiện ra, bởi vì màu trắng là hiển thị còn màu đen là che đi. Vì mình thấy mình tô lố ở dưới cho nên mình đổi cái bút này sang màu đen bằng nút X, và mình sẽ xóa cái phần mà bị tô lem vào. Thì mình thấy rất là đơn giản. Để xem là cái mặt nạ mình đã tô như thế nào thì mình có thể bấm Alt và kích vào cái mặt nạ này, nó sẽ hiện ra, tức là mình đã tô phần màu trắng ở trên và cái phần bị che đi là phần màu đen ở dưới. Để xóa đi cái mặt nạ thì các bạn có thể chuột phải và delete. Ngoài cái cách tạo layer mask như lúc nãy mình đã hướng dẫn thì nó còn có nhiều cái cách tạo layer mask khác. Ví dụ như là mình sẽ tạo một cái vùng chọn rồi mình mới tạo layer mask. Trong trường hợp này mình sẽ làm như sau. Đầu tiên mình sẽ tạo một cái vùng chọn là ở phía trên cái bầu trời này. Sau khi mình tạo được cái vùng chọn này rồi thì bởi vì cái phần bầu trời này mình muốn hiển thị cái đám mây, cho nên mình chọn vào cái layer đám mây và mình click tạo mặt nạ và cho nó hiển thị. Lúc này mình sẽ thấy là cái đám mây nó xuất hiện ở phần phía trên cái bầu trời này của mình. Đây là một cách để mình tạo layer mask khác với cái cách lúc nãy. Thì với cái cách tạo vùng chọn rồi mới tạo layer mask thì nó sẽ hiệu quả cho mình trong một số trường hợp. Ví dụ như là mình muốn tăng sáng của cái vùng thành phố này thì mình sẽ tạo cái vùng chọn theo cái vùng thành phố. Ở đây mình ví dụ cho nên mình sẽ dùng cái công cụ lasso cho nó nhanh. Nếu bình thường thì mình không dùng cái công cụ này. Rồi để mình chọn tên thì mình bấm nút Shift. Rồi, giả sử mình chọn được cái vùng chọn như thế này thì để tăng sáng mình sẽ dùng một cái adjustment layer. Các bạn click vào cái biểu tượng ở đây rồi mình chọn cái exposure. Mình nâng lên thì mình sẽ thấy nè, cái layer tăng sáng này nó có cái mặt nạ là đúng là cái phần mình tạo layer mask lúc nãy, cho nên nó chỉ tăng sáng vào cái vùng thành phố của mình thôi. Còn
Nếu như mà mình muốn tăng thêm một vài vùng khác thì mình có thể dùng cái bút màu trắng để mình tô vào những cái vùng mà mình muốn tăng sáng, chẳng hạn như ở đây. Những cái ứng dụng của Layer Mask thì rất là nhiều và nó là một cái kỹ thuật rất là quan trọng khi mà bạn sử dụng Photoshop. Bài tập của các bạn là các bạn sẽ tạo các adjustment layer này và thử tăng giảm nó theo từng cái vùng trên cái layer mask mà mình muốn. Cảm ơn các bạn. Nếu như các bạn thấy hữu ích thì các bạn nhớ nhấn like và subscribe kênh YouTube để ủng hộ kênh YouTube của mình nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.